đang có mặt tại lớp 12A8 ngày hôm nay. Thật hân hạnh chào đón các bạn đến với chương trình Talk Show Nắm Khác Biệt. Lần đầu tiên có mặt tại trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định. Dạ vâng, ngày hôm nay chủ đề mà chúng ta đang luận đến, tôi tin chắc rằng đây là một vấn đề mà giới trẻ hiện nay thật sự đang quan tâm và để ý đến. Có lẽ đây là một chủ đề, một tư tưởng khá mới mẻ của giới trẻ trong thời đại 4.0. Nhưng đây lại là cách mà ít người tự tin, thử sức. Trước khi đến với nội dung chính ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự góp mặt của cô giáo Đào Thị Ngọc Phương, bí thư đoàn trường. Và tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là MC Phương Linh, với vai trò là host trong chương trình ngày hôm nay. Thưa các bạn thân mến, trong cuộc sống có nhiều cách, nhiều con đường, nhiều ngã rẽ để dẫn đến thành công, như đọc sách, dậy sớm. Nhưng có một cách khác, đó chính là đáng khác biệt. Có nhiều người họ đã muốn đi theo một lối mòn riêng, đó cũng là một cách hay, nhưng thực chất mà nó đã là không đem lại lợi ích gì cho họ cả. Vậy tại sao họ không phá cách thử làm khác biệt? Đó cũng là một con đường hay, nhưng có vẻ con đường này khá gian nan và thử thách. Nhưng những gì chúng ta hiện tại có thể thay đổi được cả cuộc sống của chúng ta. Với chương trình ngày hôm nay, tôi muốn hỏi các bạn rằng các bạn có tin vào điều đó hay không? Các bạn nghĩ gì về đáng khác biệt và đã bao giờ các bạn nghĩ đến điều đó chưa? Để tham gia với chương trình Talk Show ngày hôm nay, tôi có mời đến 3 vị giám khảo đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Họ sẽ cùng chúng ta đưa ra những điều bổ ích và thật thú vị. Với ngành nghệ thuật, chúng ta có sự đồng hành của ca sĩ Đặng Ngơ. Về ngành tài chính, chúng ta sự góp mặt của một giám đốc công ty bất động sản Thoa Hai Sắc Thái và một người đang trên con đường bước tới thành công, một sinh viên ưu tú của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đức Độ. Dạ vâng, thưa ba khách mời ở đây, như những gì tôi đã giới thiệu ở trên, đây là một chủ đề hết sức mới mẻ và còn rất nhiều điều trăn trở. Vậy theo cá nhân ba khách mời ở đây, các bạn nghĩ gì về điều này? Theo các bạn, dám khác biệt có ý nghĩa như thế nào? Theo tôi thì khác biệt là nét riêng, là sự độc đáo trong suy nghĩ, lối sống hoặc quan điểm của mỗi người. Vậy thì theo như tôi được biết, trong xã hội hiện nay thì mọi người thống bên nhau đi theo đám đông hơn. Và tất nhiên chúng ta sẽ chọn lối đi an toàn này, rất ít người ủng hộ suy nghĩ cá nhân và khác biệt. Vậy theo các bạn, quan điểm của các bạn về ý nghĩa này như nào? Tôi muốn câu trả lời từ ca sĩ được không ạ? Theo tôi thì đáng khác biệt là điều nên có. Cảm khác biệt sẽ thay đổi con người, chúng ta tạo nhiều màu sắc trong những MV mới của mình thì sẽ không tạo ra sự nhàm chán của tác phẩm mà mình tạo ra. Cảm ơn bạn đã liên hệ câu trả lời của mình với sự nghiệp sáng tác của mình. Tôi có một câu hỏi riêng dành cho bạn Độ được không ạ? Như sinh viên hiện nay thì chỉ quen thuộc với những công việc như lên lớp, về nhà rồi làm việc. Những điều đó đã khiến cho nhiều bạn sinh viên hiện nay cảm thấy chán nản với cuộc sống. Vậy theo ý bạn, hiện tại đang là một sinh viên Đại học Bách khoa, bạn nghĩ gì và bạn đã làm thế nào để biến đổi cuộc sống vốn buồn tẻ trở nên vui tươi và nhiều màu sắc hơn ạ? Việc cuộc sống chán nản là do các bạn không làm điều gì mới cả. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta phải có một cái suy nghĩ, phong cách sống riêng biệt. Cuộc sống khác biệt nhưng mà cũng cần phải có những cái chung hòa hợp với bạn bè xung quanh. Các bạn khán giả bên dưới ạ, thực trạng hiện nay thì giới trẻ luôn đi theo những con đường đã định sẵn, không dám thể hiện bản thân vì khó khăn mà bỏ qua, không bao giờ vượt qua được trở ngại của cuộc sống. Vì vậy, nhiều bạn đã có cuộc sống không tốt, là một trong những tệ nạn của xã hội. Vậy thì các bạn nghĩ rằng là do họ không muốn hay họ không thích về sự khác biệt? Tôi có một câu hỏi dành riêng cho bạn Giàn Đà, đó là bạn là một ca sĩ nổi tiếng với rất nhiều fan hâm mộ.
Vậy không hiểu tại sao âm nhạc của bạn luôn là nguồn cảm hứng đối với khán giả vậy ạ? Đối với tôi thì đôi khi chỗ nào đối với tôi đôi khi khác biệt khi ngược lại với số đông cũng tạo ra một sự mạo hiểm. Nhận được cái ánh nhìn kỳ thị đến từ mọi người xung quanh, không được nằm trong vùng an toàn khi mà đi ngược lại với số đông. Cảm ơn. Cuộc sống thì luôn có hai mặt mọi người ạ. Có được thứ này sẽ mất thứ kia. Nếu chúng ta muốn ngồi lên vị trí mà không ai ngồi được thì chúng ta phải chịu đựng với những điều mà không ai chịu đựng được. Nhưng tôi muốn các bạn, những người thành công ở các chương này đưa ra những lời khuyên cho các bạn giới trẻ nói riêng và tất cả mọi người nói chung được không ạ? Năng động và sáng tạo sẽ là nền tảng giúp các bạn sống phát triển. Sẽ là nền tảng cho các bạn sống phát triển. Hãy tự tin vào bản thân phát triển. Và nếu làm những việc đó thì sự phát triển của các bạn sẽ được hưởng. Cảm ơn vì đã có chút thời gian để tham gia với chương trình talk show của 18 chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn là cứ giấu mình trong vỏ ốc để có thành công. Cơ hội đến với chúng ta để có như chúng ta mong muốn. Thứ bạn cần là sự nổi trội và sự dám phát biệt. Vậy làm thế nào để dám phát biệt, làm thế nào được nổi trội? Câu hỏi các bạn luôn suy nghĩ chăn trở, liệu rằng nếu chúng ta rơi vào trường hợp đó chúng ta sẽ làm như thế nào? Đã đến lúc các bạn cần phải thay đổi và cách nghĩ. Và tôi có một câu khẩu hiệu để cho các bạn, đó là Gen Z trước, do it. Chương trình talk show đáng khác biệt ngày hôm nay của 18 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.